Xin chào mừng toàn thể quý vị đã quay trở lại với Thái Học Ô tô Sài Gòn. Một ngày mới Học xin chúc cho cô chú anh chị bình an, hạnh phúc và thật nhiều may mắn. Hôm nay Học lại tiếp tục gửi đến cho cô chú anh chị mẫu xe Toyota Yaris. Xe này được sản xuất và đăng ký 2019, đã đi được 62.000 km, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh. Một chủ mua mới từ đầu anh chị, xe màu đỏ. Đây là chiếc xe hatchback hạng B. Nó giống như Vios đó anh chị, mà anh chị biết rồi, chiếc xe Toyota Vios của mình là nó bền tới mức nào rồi. Chiếc xe này nó được cái là nó nhập Thái nữa. Động cơ 1.5, mức tiêu hao nhiên liệu xe này nó chỉ dao động có dưới 5 lít khi mà anh chị đi đường trường. Còn mà mình đi kết hợp nó chỉ rơi vào 5 lít 7 thôi anh chị. Một chiếc xe hạng B rộng rãi, phải gọi là bền bỉ, cực kỳ là bền bỉ. Chi phí bảo dưỡng thấp nè. Và cái form dáng xe anh chị nhìn thấy rất là đẹp, rất là phù hợp cho những chị em nào đi lanh quanh trong phố nè, chở con đi học hoặc là đi chợ, hãy lựa chọn ngay cái sản phẩm này. Với mức giá hôm nay nó còn rất là hợp lý nha anh chị. Và sau đây Học sẽ mời anh chị cùng đi một vòng để chúng ta kiểm tra qua những cái đường dập lặn dập nổi. Xe thì trang bị bộ kim hợp nhôm, có kích thước là R16, phay xước phi tiêu rất là đẹp mắt, tay nắm cửa mạ rơm nè, có viền che mưa rồi. Xe Học xin nhắc lại là xe này nhập Thái và mang biển số thành phố Hồ Chí Minh. Đối với anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, mình sẽ tiết kiệm 20 triệu nha anh chị. Một chiếc xe nhập Thái cực kỳ đẹp và bền. Xe này thì bên Học cũng khuyến khích anh chị nhờ bên thứ ba giám định, hoặc là anh chị mang xe đến đại lý chính hãng để cô chú anh chị kiểm tra qua chất lượng của nó, như là không đâm đụng nè, không ngập nước nè. Động cơ hộp số là phải còn nguyên zin, nên là cô chú anh chị khi mà mua xe bên Ô tô Sài Gòn thì anh chị yên tâm tuyệt đối về 100% nha. Rồi sau đây Học sẽ mời anh chị cùng Học đi đánh giá chi tiết qua cái sản phẩm này. Xin mời ạ. Rồi vẫn như thường lệ thì Học xin mời anh chị cùng Học đi qua cái phần ngoại thất, như là phần đèn pha nè, mặt ga lăng nè. Đây là đèn pha có công nghệ Borosetter, có đèn LED định vị ban ngày, một cái cặp mắt rất là đẹp nha anh chị. Còn đây là cái phần đèn gầm nè, ốp đèn gầm, mọi chi tiết nó còn mới nguyên à. Xe mình có đèn định vị ban ngày nè. Mặt ga lăng thì thiết kế theo dạng hình thác đổ, sơn bóng màu đen. Một chiếc xe có một cái ngôn ngữ thiết kế theo cá nhân Học đánh giá tới thời điểm hiện tại thì mình nhìn nó cũng rất là ưa mắt nha anh chị. Đó, xe nè anh chị nhìn thấy không, cực kỳ đẹp, những cái đường dập lặn dập nổi trên capo nè. Đó, nhìn là ăn ý liền. Mẫu xe hatchback nha anh chị, 2019, một chủ mua mới từ đầu. Xe thì bên Học phải gọi là mua về lựa chọn xe rất là kỹ anh chị, nên là anh chị khi mà mua xe bên Ô tô Sài Gòn tuyệt đối an tâm. Xe thì bên Học đang chào bán chỉ có 485 triệu thôi là anh chị đã sở hữu được chiếc Toyota Yaris được sản xuất 2019 này rồi. Đó, form dáng rất là đẹp nha anh chị, hatchback. Đó, đã có phim cách nhiệt, viền che mưa và đầu Android luôn nha anh chị. Đó, từ trên mui, ba ga mui nè, anh chị nhìn thấy không? Chỉ có 485 triệu là anh chị đã sở hữu được chiếc Toyota Yaris này rồi. Đó, ở đây là phần keo chỉ xe nè anh chị. Đây, keo chỉ xe nè. Đó, quá đẹp anh chị nha. Đó, phần tấp bi nè, kết hợp màu bi với màu đen. Đó, nhìn trông rất là sáng sủa và đẹp mắt. Được chủ trước giữ khá là kỹ nha anh chị. Từ miếng tấp lô tới tấp bi, hội chi tiết nó hầu như là vẫn còn nguyên bản. Zin đẹp. Ở Toyota đồ đồng có đá anh chị, xe nhập Thái thì khỏi phải bàn về chất lượng rồi. Đây, ghế da nè. Anh chị thấy không? Ghế da zin theo xe nha anh chị, chắc zin theo xe, đã có lót sàn rồi nè. Đó, đây là bản lề cửa đây. Đó, anh chị thấy không? Quá đẹp. Phim cách nhiệt còn mới tinh luôn á anh chị. Đây, tay nắm cửa mạ rơm này. Đây, coi vô anh chị thấy không? Túp bi, túp lô nè. 485 triệu anh chị đã sở hữu được chiếc Toyota Yaris nè. Quá đẹp anh chị nha. Lót sàn đầy đủ hết. Bên Học đã diệt khuẩn khử mùi bên trong nội thất rồi. Mua về là anh chị sử dụng thôi, không có lo ngại về mùi chủ cũ nha anh chị. Bên Học làm theo quy trình 3M, diệt khuẩn khử mùi, tách ẩm bên trong nội thất. Quá đẹp anh chị. Toyota Yaris 2019, biển số thành phố Hồ Chí Minh.
485 triệu đồng. Anh chị thấy không? 485 triệu đồng thì chiếc xe này nó tương đương với chiếc xe Vios E. Vios E nó đã là 489 triệu rồi anh chị. Mà cô chú anh chị còn phải đóng phí tới 10% phí trước bạ là. Đó, còn xe này là anh chị chỉ đóng 2% thôi. 2% phí trước bạ thôi nha anh chị. Ví dụ như xe này 500 thì anh chị sẽ đóng là 10 triệu. Đó, còn mà 489 triệu đồng á, xe Vios mới thì anh chị sẽ đóng là 48.900.000 đồng. Đó, đóng theo giá niêm yết nha anh chị. Thì chiếc xe này nếu như anh chị nào đang có nhu cầu sử dụng mục đích gia đình hoặc là mình chạy xen ganh với kinh doanh, anh chị mua chiếc Vios E thì chiếc Vios E sau này bán không có giá như xe này đâu anh chị. Vios E mới thì nó là xe số sàn, nó chạy nó cũng không có tiết kiệm hơn xe số tự động này bao nhiêu đâu. Đối với những cái dòng xe 1.5 như thế này á, đây anh chị, mức tiêu hao nhiên liệu nè, nó chỉ có 4.9 nè, hộp số CVT. Fortuner mà máy xăng với máy dầu thì nó khác trên là về mức nhiên liệu, nhưng mà còn về đối những cái xe máy xăng mà 1.5 như thế này thì máy xăng số tự động với số sàn thì nó không có chênh lệch nhiều nha anh chị. Không có chênh lệch nhiều. Anh chị mua chiếc xe này thì nó có nhiều cái hợp lý hơn, số tự động nè, được chập thái nè. Hệ thống lạnh tự động nè. Đó. Bằng tiền với Kia Morning bản thấp luôn nha anh chị. Đầu dép tech. Đó, camera hành trình 62.423 cây. Đó, anh chị thấy không? Đó. Quá đẹp anh chị. Vô lăng này, anh chị nhìn đi, sau mấy ngàn ô đồ chuẩn và vô lăng nó đẹp không chị? Mọi chi tiết trên xe nó còn nguyên bản và còn khá là đẹp nha anh chị. Những cái bệ đây là khách chủ trước họ dán keo BBS rồi, nên là anh chị về lột ra cái là nó mới tinh. Ở đây cũng vậy nè, lột cái tem này ra là nó mới nguyên. Túp lô túp bi này. Cái xe mình là trần nhung đen nha anh chị. 485 triệu. Xe mình đăng kiểm còn tới tháng 5 2025. Nước sơn cabo xe mình là chưa ra luôn nha anh chị. Nước sơn cabo là vẫn còn nguyên zin nha. Đó, keo chỉ là thẳng tách. Động cơ nhập thái nè anh chị, dual VVTA mà 1.5. Đó. Nó giống như động cơ Vios vậy đó, nhưng mà nó nhập thái. Giống như Alac Việt với lại Alac Thái anh chị thấy không? Giá cả nó gần gấp đôi ạ. Thì cơ bản chiếc xe Việt Nam của mình nó cũng rất là bền anh chị. Nhưng mà để so với xe Thái thì về xe Thái nó sẽ nhỉnh hơn xíu. Anh chị nhìn. Mới tinh 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 luôn. Mới nguyên anh chị. Đó. Anh chị nhìn ha. 485 triệu đồng. Rồi, mình sẽ đi lại một vòng nữa nha anh chị. Toyota Yaris 2019 chạy được 62.000 km, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Mang biển số là 51G49960. Xe này bên học đang chào bán chỉ có 485 triệu thôi. Đó. Về Yaris 2019. Bên đây học vẫn còn chiếc 2018. Chiếc xe này bên học đang chào bán là 460 triệu nha anh chị. Đó, chiếc xe này thì đi được 52.000 km. Đó, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, mang biển số là 71112. Đó, hai chiếc y chang nhau, về khác về cái năm sinh thôi. Đó, form dáng y nhau. Xe này 2018 nhưng mà là màu mới luôn. Đó, màu xám này thì học cá nhân học thì học thích cái màu xám này hơn. Đó, mỗi anh chị sẽ thấy có một cái màu mình nhìn nó đẹp nha anh chị. Nhìn cũng khá là bắt mắt. Cá nhân học thì học thích cái màu này hơn. 460 triệu. Còn ở đây là 485 triệu. Nên anh chị, ở ngoài trước học đang về hai con Fortuner này, hai con 2017, 2019, máy xăng số tự động.
Đó. Innova Venturer, Toyota Camry 2022, Venturer 2022, Lexus ES 250 2021. Đó. CRV 2021. Đó, bữa nay bán cũng gần hết xe nữa, lại chống lên thì bên Học đang có nhu cầu mua thêm những dòng xe cũ đã qua sử dụng, chất lượng cao, đặc biệt là những dòng xe còn đang bảo hành, bên Học sẽ mua cao hơn thị trường rất là nhiều nha anh chị. Rồi, Học xin kết thúc video tại đây, xin chân thành cảm ơn cô chú và anh chị đã cùng Học đi đánh giá qua cái sản phẩm Toyota Yaris 2019 này. Học xin chân thành cảm ơn, xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị ở clip sau. Cô chú anh chị nhớ coi clip, nhớ đăng ký, bấm bên phía bên phải để được khi mà cô chú anh chị lên YouTube á, Học sẽ thường xuyên hiện lên cập nhật những cái sản phẩm mà Học mới vừa quay, chứ nó không có báo cáo giống như là tin nhắn rác nha anh chị. Nên là anh chị cứ đừng ngần ngại, cứ cập nhật, bấm vào đăng ký ủng hộ Học để cho Học được biết, được thêm nhiều cô chú anh chị biết đến, để được có nhiều cơ hội để phục vụ cô chú anh chị nè. Và cô chú anh chị khi mà đăng ký kênh của Học á, Học update những cái sản phẩm mới về liên tục, để khi mà cô chú anh chị có vô giải trí ở trong YouTube á, nhiều khi thấy Học hiện lên cái chiếc xe mà vừa mắt mình á, cô chú anh chị liên hệ với Học để mua cái sản phẩm đó. Học xin chân thành cảm ơn. Xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị ở clip sau. Xin chào.